Cháp 178 và 179, tinh giáp hồn tướng. Ồ, lại là như vậy sao? Ý là nói, Từ Bán Thánh sẽ lãng phí thời gian ở Tống gia chờ đợi là vì tên nhóc đó. Tống công tử, cậu ta có cách có thể khiến Phàm Giai nhập thánh. Cái gì? Phàm Giai thật sự có thể nhập thánh? Được lắm, đó không phải là có thể sống thêm được 100 năm sao? Không sai, ta cũng cảm thấy như vậy. Cách nhập thánh à, cả đời tu giả chúng ta ai không muốn mạnh hơn chứ, ai không muốn sống thêm 100 năm chứ? Đây mới là điểm quan trọng nhất với chúng ta. Gia chủ Sở Gia, Sở Đại Sinh. Gia chủ Đào Gia, Đào Lâm. Gia chủ Trần Gia, Trần Tiên. Nguyện mang cả gia tộc thần phục Vân Tường Thiếu Gia, từ đây cung phụng Thiếu Gia Vân Tường của Tống Phủ. Chỉ cần có hiệu lệnh không dám bất tuân, được. Đan dược thiên giai, cách nhập thánh trở thành chó của Vân Tường Thiếu Gia là đại cơ duyên cực lớn, các vị sẽ cảm thấy đây là quả quyết anh hùng nhất đời này. Nào, chúng ta cùng uống cạn chén này. Ha ha ha, nào, đa tạ Khổng lão ca đề bạt. Cũng ly, vẫn mong sau này Khổng huynh có thể nói vài lời tốt đẹp trước mặt công tử. Thà làm chó đế vương chứ không làm sư tử đói, làm chó của cường giả đỉnh cấp, ha ha ha, không khó coi. Ta tuyên bố, sau này Sở Đại Sinh ta chính là chó dữ nhất dưới trướng Vân Tường Thiếu Gia, gâu. Ha ha ha, tạm. Vân Tường Thiếu Gia, lão phu không làm nhục sứ mệnh, đã thu phục được tứ đại gia chủ này, không biết lúc nào cậu mới có thể quay về. Khổng lão ca, vậy phá trướng đan này. Nào nào, bốn vị cầm lấy sau khi về tìm nơi yên ổn dùng nó, đợi các vị đều đột phá thiên giai, ta sẽ dẫn các vị cùng đi bái kiến Vân Tường Thiếu Gia. Cùng lúc đó, tầng 3 khách sạn Vĩnh An, khu thương mại. Cảm ơn đã chiếu cố. Nghĩ đến nhị bá mẫu của tên nhóc Tống Vân Tường kia, lại là đại tiểu thư của Trình gia, hơn nữa còn là đại mỹ nhân nổi danh khuynh thành hơn 20 năm trước. Là vãn bối, mình hiếu kính cho bà ấy ít đồ dưỡng sắc đẹp chắc vẫn thích hợp. Ý, cô gái đội mũ kia có chút quen mắt. Ồ, cửa hàng mỹ phẩm. Đúng rồi, mua thêm quà cho Vân Cẩm tiểu thư, không biết cô ấy thích mỹ phẩm hơn hay y phục hơn. Hay là lát nữa qua chỗ cửa hàng tất bên kia xem thử. Vào đây xem trước rồi tính. Chào mừng quý khách. Hai vị xin hỏi muốn gội đầu hay là nhuộm tóc? Chúng tôi muốn đặt một phòng riêng. Làm ăn lớn rồi. Hai vị mời theo tôi. Đây đều là kiểu mẫu thịnh hành nhất hiện nay, cô xem có thích gì. Cứ chọn được rồi có thể nhấn chuông gọi tôi ở ngay lễ tân chờ. Được, cảm ơn. Kính Hoa tiểu thư muốn làm uốn tóc. Là vì buổi hẹn với vị công tử cứu chúng ta lần trước sao? Ghét ghê, đừng nói bậy, hi hi. Nhưng mà, Tống công tử, tại sao mãi chưa đến hẹn vậy? Chắc là bận quá đó. Vậy hay là, chúng ta tới nhà tìm cậu ấy xem. Nếu không, thuyền của Thương hội Hồng Thị sắp sửa xong rồi. Bên cạnh đó, không vực Nam Châu, Thương hội Hồng Thị hiệu 818 thuyền chở khách. Tham kiến Tổng trưởng quỹ. Ừm, có tin chưa? Tin tức chính xác, đoàn phong thưởng của triều đình do Lâm Công Công dẫn đội, tam giám lục bộ người đi theo có tổng 36 người. Do quân sĩ cửu môn binh mã tư hộ tống, đang ngồi trấn không hạm như hổ cấp, đã từ Đông Cảng Thiên Đô Thành xuất phát. Trong đoàn hộ tống, có một thiên giai, 6 địa giai, một vài huyền hoàng, chiến lược ẩn thì không biết. Lâm Công Công đứng đầu tứ đại công công dưới trướng bệ hạ, người nắm giữ binh bộ trên thực tế. Có quyền thay bệ hạ giám sát quân vụ thiên hạ. Hồng Nghị Tịnh, địa giai, tử sĩ Hồng Gia, một trong số những vệ sĩ bên cạnh Hồng Ngọc Tiêu. Hồng Huyên Nhu, địa giai, tử sĩ Hồng Gia, một trong số những vệ sĩ bên cạnh Hồng Ngọc Tiêu. Lâm Công Công sao, tuy quy mô có hơi cao, nhưng dù sao thì ta vẫn cảm thấy. Đối mặt với một vị thánh giai tương lai, cũng không tính là quá đáng. Nội dung phong thưởng. Theo tin tức mật trong cung, nghe nói bệ hạ biết được Tống Vân Tường thức tỉnh tinh hồn tướng Tả Từ, từng hả hê cười lớn. Cộng thêm chiến công trong trận thú Triều Nguyên đỉnh thành, bệ hạ đã phong Tống Vân Tường làm tử tước tam đẳng, phong đất Lăng Âm thành, quản lý Lăng Bắc huyện. Theo quy chế phong thưởng Thiên Đô, ta cảm thấy có thể phong nam tước tam đẳng, sau này tiến giai tiến đẳng, cho dù không có chiến công, thành giai cũng được hưởng đãi ngộ nhị đẳng tử tước. Tống Vân Tường nhập địa giai có thể phong nam tước nhất đẳng, thêm chiến công Nguyên đỉnh thành, vượt thêm một đẳng thành tử tước tam đẳng, cũng hợp tình hợp lý. Chú ý, Thiên Đô quốc tuân theo chế độ cổ Thiên Đế quốc, tước vị chia làm vương công hầu bá tử nam tổng cộng 6 cấp, mỗi cấp chia 3 đẳng. Đợi đã, vừa nãy ngươi nói phong đất là huyện Lăng Bắc, một trong 6 huyện Lăng Âm thành. Ha ha ha, thú vị, Lăng Âm thành đó là đất đóng quân của Huyền Giáp vệ. Thiên Đô quốc, Lăng Âm thành, nơi đóng quân Huyền Giáp vệ, trường diễn võ. Đừng quậy nữa quận chúa, đầu hàng đi.
cảnh giới của cô thấp hơn ta một tầng, không thể là đối thủ của ta. Địch Lan, 29 tuổi, tổng soái đương nhiệm Huyền Giáp Vệ. Thiên Đấu Quốc, Lăng Âm Thành, nơi đóng quân của Huyền Giáp Vệ. Quận chúa, đừng quậy phá nữa, đầu hàng đi. Cảnh giới của ngươi thấp hơn ta, không thể nào là đối thủ của ta được. Ngươi cũng biết cảnh giới của ta thấp hơn ngươi mà, vậy sao không nhường ta một chút chứ? Tiêu Huyền, vẫn chưa rõ tuổi tác, quận chúa Lăng Lan, con gái của Lăng Quốc công Tiêu Sùng. Tổng soái, có mật thư. Đến đúng lúc lắm, đón lấy, hộc hộc, hơ, bản thân ngươi đột phá cảnh giới thì liền chạy đến chỗ của ta gây phiền phức. Cứ phải ép ta tiếp nhận khiêu chiến, ta dựa vào gì mà phải nhường ngươi chứ? Hừ, không nhường thì thôi. Tiếp chiêu này của ta đi. Trong cự ly này, vô dụng thôi. Không thử thì làm sao biết không được. Có cả hiệu quả theo dõi luôn sao? Hay? Vẫn chưa xong. Chế kỹ, thất trọng lãng. Thành công rồi sao? Ha ha, Địch Lan à Địch Lan, ai bảo ngươi cứ luôn đè đầu của bổn quận chúa từ nhỏ đến lớn chứ? Chiến kỹ, Lạc Nguyệt Trảm. Vậy mà cũng có thể không bị thương một chút nào. Ngươi thực sự chỉ cao hơn ta một trọng thôi sao? Nhận thua đi. Không đánh nữa, ta nhận thua, mau dừng tay lại đi, hơ. Giải. Quái vật nhà ngươi, cũng không biết tại sao ngươi có thể mạnh như vậy. Rõ ràng ngươi còn nhỏ hơn ta một tuổi nữa. Đúng vậy, nói ra thì năm nay ngươi cũng đã 30 tuổi rồi. Bỏ qua những số lẻ tẻ thì ngươi cũng đã là tiểu cô nương đã sống gần nửa thập kỷ rồi. Hay, đến lúc nào mới học được cách trưởng thành hơn đây? Ngươi câm miệng lại cho ta. Bổn quận chúa mãi mãi ở độ tuổi 18 nhé. Tham kiến tổng soái. Có chuyện gì? Đội phong thưởng cho ký chủ Tống Vân Tường đã xuất phát, người dẫn đầu là Lâm Công Công, thủ lĩnh của 4 vị đại công công. Đi cùng, ngồi lái, đã kết thúc tập 178 và 179 của bộ truyện tranh Tinh Giáp Hồn Tướng rồi. Các đạo hữu sư huynh sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu sư huynh sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà. Bye bye và hẹn gặp lại.